Hello and welcome to Learning Vietnamese with Thảo. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Cùng học tiếng Việt với Thảo. Today we are going to learn 5 common male names in Vietnamese. Duy. 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 Hiếu. 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 Hải. 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 Hoàng. 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 Huy. 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 Thank you for watching my video and I look forward to seeing you in the next one. Bye bye.